Xin chào các bạn, trên tay mình là điện thoại OnePlus X, điện thoại X của hãng OnePlus. Thì bây giờ bạn có thể mua rất là dễ dàng hàng chính hãng thông qua cửa hàng FPT Shop với giá là 4.990.000 đồng, không cần phải có thư mời theo điều kiện của OnePlus, giống như là cái lúc đầu nó mới vừa ra mắt. Thì các bạn thấy là cái hộp này nó rất là đẹp, ở mặt sau chúng ta có tem chính hãng ghi thông tin cấu hình các thứ. Điện thoại OnePlus được rất là nhiều người thích bởi vì là chúng thường có những cái cấu hình rất là cao và giá lại cực kỳ tốt. Đây, trong hộp các bạn thấy là có một cái OnePlus X. Bình thường thì nó có thêm một cái tấm dán màn hình chống chày nữa, nhưng mà mình đã gỡ ra rồi, không thích dán màn hình cho lắm. Đây, nguyên cái khung. Nè, trong đây chúng ta có một cái khe sim, một cái cây lấy sim. Đây, cây lấy sim, một cái bao cao su bảo vệ máy, dẻo, nhựa đục, màu trắng đục. Đây là cái hộp sách hướng dẫn sử dụng. Và đây, những thứ rất là đẹp, chúng ta có một sợi cáp micro USB, một cục sạc. À, cả tất cả những cái này đều có tông màu trắng đỏ, nhìn rất là tươi trẻ. Cái cục sạc này có đầu ra là 5V 2A, sạc nhanh, có quick charge 2.0 cộng USB và một cái sợi cáp micro USB. Sợi cáp này là loại cáp dẹp. Các bạn thấy là cái thiết kế dẹp này thì nó có một cái chức năng rất là hay, đó là chống rối. Các bạn có thể để vùi nó như thế nào nhưng mà nó rất là khó rối, nó không có dễ rối như là những cái sợi cáp tròn thông thường. Rất đẹp, đầu này giống như là được mạ vàng, đồ bảo vệ cáp rất đẹp. Đây là OnePlus X, các bạn thấy máy rất là gòn bởi vì kích thước màn hình của nó là 5 inch, cho nên là rất là gòn, cầm bằng một tay vẫn rất là thoải mái, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Cái phiên bản mà FPT Shop bán ở Việt Nam là cái bản có mặt lưng bằng kính, cả hai cái đều là kính cường lực. Cái máy này có cái sử dụng màn hình AMOLED thay vì là IPS như là đa số những cái điện thoại khác. Thì cái đặc điểm của AMOLED là các bạn thấy là cái màu đen được hiển thị nó gần như là đen tuyệt đối, cho nên là khi mà các bạn đặt một cái hình nền màu đen như thế này, chúng ta sẽ không có thấy được những cái viền màn hình ở hai bên cũng như là viền màn hình trên dưới, cho nên nhìn nó giống như là một cái màn hình từ trên xuống dưới nó liên lạc với nhau, nhìn nó rất là đẹp. Và trong máy cũng có sẵn rất là nhiều những cái hình nền màu đen. Đây, OnePlus đã rất là tinh ý để sẵn khá là nhiều hình nền màu đen như thế này, và chúng ta có thể thay đổi rất là nhiều. Rất là đẹp. Màn hình này có độ phân giải là Full HD, chất lượng hiển thị rất là tốt bởi vì Full HD mà trên cái tấm nền 5 inch này thì có mật độ điểm ảnh rất là cao. Các bạn sẽ thấy hình ảnh nó rất là mượt, rất là mịn. Và thêm nữa là cái mép màn hình ở bên ngoài đều được vác cong 2.5D như là những cái máy cao cấp, cho nên là khi nhìn vào ánh sáng nó phản chiếu vào, nó thấy nó rất là đẹp. Và khi chúng ta vuốt thì cái cảm giác vuốt nó cũng thoải mái hơn, nó êm tai hơn. Những cái phím cảm ứng thì nó nằm ở bên dưới màn hình, nằm ở phía ngoài luôn. Và hai cái phím hai bên này các bạn có thể thay đổi vị trí cho nhau. Mặc định thì cái phím back nó nằm ở đây, nhưng mà mình không thích, mình đổi lại bởi vì mình quen cái phím back nó nằm bên đây hơn, cho nên là đưa cái nút reset nó nằm ở bên này. Đó, cái phím home cũng là phím cảm ứng luôn và nó không có cảm biến vân tay như là OnePlus 2. Ở mặt sau nó là một cái tấm kính cường lực và được bo tròn vát nhẹ ra cả bốn cạnh, cho nên là cầm nó không có cảm giác cứng. Cái logo OnePlus nằm ở giữa, ở đây có thêm một cái hàng chữ lắp ráp ở Trung Quốc nhưng mà nó rất là mờ, rất là không có dễ thấy, cho nên nhìn cái máy nó rất là gọn gàng, rất là đẹp. Mặt kính này nhìn nó rất là sang nhưng mà nó bám vân tay cũng rất là kinh khủng. Khung thì được làm bằng kim loại cả bốn cạnh. Cái khung này các bạn thấy nếu mà nhìn kỹ sẽ có rất là nhiều những cái đường thẳng song song được khắc chìm ở bên dưới. Thì mình nghĩ là cái tác dụng của nó là để tăng thêm cái độ bám cũng như là tạo thêm một cái sự khác biệt so với những cái điện thoại cũng có cái viền bằng kim loại như thế này. Ngoài những cái cổng kết nối và phím cứng thông thường thì có một cái điều rất là đặc biệt mà không phải máy Android nào cũng có, đó là một cái nút gạt chuyển chế độ thông báo ở bên đây. Nếu mà các bạn xài iPhone thì sẽ thấy rất là quen với cái công tắc này. Nó có 3 vị trí, khi mà các bạn kéo xuống hết như thế này thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái thông báo tới. Khi bạn kéo lên một nấc sang giữa thì nó chỉ hiển thị những cái thông báo quan trọng mà thôi. Và khi các bạn kéo lên hết thì nó sẽ ngắt tất cả mọi thông báo. Ví dụ như lúc mà bạn đi ngủ vào ban đêm hoặc đang đi họp thì các bạn kéo lên trên để không có bị để không có làm phiền những người xung quanh. Còn bình thường thì bạn kéo xuống dưới. Đó, rất là hay.
Rồi chiếc máy được trang bị cái cấu hình gồm chip Snapdragon 801. Đây là một cái con chip cũ cũng khoảng 2 năm cũ Qualcomm rồi, nhưng mà đây là một cái con chip cao cấp cho nên cái hiệu năng của nó rất là tốt, cùng với 3GB RAM. Thì các bạn thấy là cái hiệu năng của chiếc máy này rất là tốt, máy rất là nhanh nhạy mượt. Nhanh tương đương như là những cái máy Nexus của Google. Hệ điều hành của nó là Oxygen OS của OnePlus, nhưng mà cái nhân của nó là Android 5.1.1 16GB RAM. Thì OnePlus cũng nói là sẽ nâng cấp cái máy này lên Android 6.0, nhưng mà chưa cho biết cái thời gian cụ thể là khi nào sẽ được nâng cấp. Nói chung cái máy rất là đẹp, gọn, thiết kế cao cấp, sang trọng, chất lượng hoàn thiện khá tốt. Máy chạy nhanh, giá 5 triệu. Xin cảm ơn các bạn.